chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một vị khách đến từ mãi miền viễn Tây thật là xa, đến từ California. Vị này là một người có một cái điểm rất là đặc biệt. Trong những năm qua, anh đã có một cái địa chỉ email rất là lớn, lớn đến cái độ mà chúng ta giật mình. Và khi anh phóng lên, tất cả tin tức của anh phóng lên, còn số lượng của người Việt Nam ở trên toàn thế giới có thể vào được vào khoảng 80.000. Thưa quý vị, đó là anh Nguyễn Kinh Doanh. Hôm nay chúng tôi được cơ duyên được gặp anh Nguyễn Kinh Doanh khi anh đến vùng Hoa Thịnh Đốn. Chương trình truyền hình phỏng vấn và tìm hiểu xin được đón tiếp anh Nguyễn Kinh Doanh trong phòng thu hình của chúng tôi tại thủ đô Hoa Kỳ. Vâng, thưa cảm ơn kiến trúc sư Bùi Dương Liêm đã mời tôi đến quý đài ngày hôm nay để phỏng vấn. Thật là vinh dự cho tôi được trả lời những câu hỏi của anh liên quan đến hoạt động của chúng tôi và các vấn đề khác. Vâng, thưa anh Doanh, anh sinh hoạt trong cái lĩnh vực mà gọi là tin tức mà phóng lên trên điện toán như vậy là đến năm nay là khoảng bao nhiêu năm? Dạ thưa, khoảng chừng 10 năm. Cái con số tổng quát hồi nãy tôi giới thiệu là 80.000 đó thưa anh. Con số đó làm sao mà anh có thể thu thập được khoảng một cái số lượng thật là lớn lao như vậy? Dạ thưa, thì mới đầu thì cũng vài chục, vài trăm người địa chỉ email gửi tới, trong đó có những cái email khác, rồi từ từ đó cái số đó build up lên, thì chúng tôi có một cái hệ thống email trong đó có chứa trên 80.000 địa chỉ email. Những sinh hoạt thí dụ của anh em trong tầm hội phát triển võ thuật thế giới, những tin tức về tranh cử của cộng đồng mình, hay là những cuộc thi hoa hậu này kia đó, thì tôi cũng có tham dự, rồi người ta mời tôi tới thì tôi cũng chụp hình chụp ảnh để quảng bá cho mọi người. Hàng ngày chúng tôi đều nhận được tin tức của anh phóng lên. Phải nói là nó cho chúng tôi được nhìn thấy địa phương của anh, cũng như là anh có những cái tin tức tổng quát của người Việt Nam chung, nhất là đặc biệt tại Hoa Kỳ đó. Cái mục đích của anh muốn làm cái, muốn tìm đến cái một cái gì? Thưa, thì cộng đồng của mình càng ngày càng mạnh. Hồi tôi mới tới Hoa Thịnh Đốn đó, thì năm 71 tôi có ở đó một thời gian. Thì lúc đó người Việt Nam ít lắm. Cái tòa đại sứ Việt Nam, tôi thì tôi mê sách báo Việt Nam lắm, cho nên tôi gọi cái điện thoại tới tòa đại sứ Việt Nam hoài. Hồi đó thì tôi nhớ có một cô đó, cô người Nam, cô nói Embassy of Việt Nam. Thì tôi có đến thường, tôi xin sách báo này kia. Rồi cái tiệm ăn đầu tiên của Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn là hai chị em. Thì tôi cũng nhớ là cái hồi đó cũng buồn cười, có một anh Mỹ vô anh các cớ, anh hỏi Are you married? Cái thì cái cô Việt Nam cũng trả lời It's none of your business. Thì tôi thấy cũng buồn cười. Tôi nhớ lại những cái chuyện đó. Còn về tức vấn là đề, anh đang nói chuyện trước năm 75. Dạ thưa vâng ạ. Vâng, đúng. Trước năm 75. Vâng. Thì về sau đó, bây giờ nói về cái chuyện mà anh kỹ sư Bùi Dương Liêm hỏi đó, về cái vấn đề mà email này kia đó, thì càng ngày cái số lượng email người ta gửi tới những địa chỉ email càng nhiều lên thêm. Có khi thì một người mà người ta gửi tới cả hàng ngàn địa chỉ email khác nhau tới tôi, thì tôi dùng cái đó tôi để vào cái trong cái database. Thì ngoài tôi ra cũng có mấy người nữa biết passcode của tôi, thì họ chuyển theo cái mẫu mực của tôi, mà nhiều khi họ chuyển lung tung xèng hết cái, rồi có người than phiền này kia thì tôi nhưng mà nói chung là thưa anh, khi anh chuyển đi như vậy đó, ít nhiều người Việt Nam mà vô email mà có địa chỉ của anh gửi đó, họ được nhận được cái tin tức. Dạ vâng. Thì chắc chắn sẽ có những người có những người đã cảm ơn, và phải nói là cảm ơn cái sự đóng góp của anh. Vâng. Đó. Tuy nhiên có một số người đó, người ta có vẻ khó chịu. Vâng. Thì bây giờ có hai trường hợp. Vâng. Hai trường hợp với người. Vâng. Người thứ nhất đó, bây hôm nay anh có cái cơ hội đó, anh nói chuyện với những người mà họ thích những cái email anh gửi. Vâng, vâng, xin mời anh. Vâng. Người thích đó. Vâng, thưa thầy, những người thích đó rất nhiều. Thí dụ như những người ra tranh cử, hay là anh em trong Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới, hay các cô hoa hậu này kia gửi cảm ơn, rồi họ luôn luôn là đứng sát cánh với tôi. Có gì nghĩa là họ cho tôi biết tin tức, rồi nhờ tôi phổ biến này kia, tôi sẵn lòng. Tại vì cái đó là tin tức tốt cho cộng đồng của mình, làm vẻ vang cộng đồng của mình. Cũng như là hồi tôi mới đây thì đâu có người nào mà người Mỹ gốc Việt mà làm ở trong chánh quyền của Mỹ mà cao cấp đâu. Bây giờ mình cũng có, chẳng hạn như ông Joseph Cao là dân biểu liên bang, rồi cậu Trần Thái Văn hồi trước là cũng dân biểu tiểu bang ở California, rồi bây giờ cũng có nghị sĩ California là Janet Nguyễn. Những người đó thì luôn luôn tôi luôn luôn sát cánh, mà nghĩa là có những cái chuyện gì đó thì họ cũng nhờ tôi phổ biến.
Và những cái tin tức mà thí dụ như nói qua nói lại trong vấn đề tranh cử thì tôi rất là kỵ, tôi không có phổ biến như vậy. Nhưng mà những cái tin tức mà đắc cử này kia, rồi những cái hoạt động của họ, những cái dự luật của họ làm vẻ vang cộng đồng của mình thì tôi luôn luôn là tôi phổ biến và liên tục phổ biến. Vâng, thưa anh Doanh, đó là những người mà có thể nói cảm ơn và thích những cái mà tin tức anh chuyển đi qua email. Có một số người trái ngược lại, họ lên nét, họ bảo ông Doanh ơi, ông lấy tên tôi ra mà ông làm phiền tôi quá, và họ khó chịu với anh hôm nay. Họ đang theo dõi chương trình. Họ đang theo dõi chương trình. Dạ, tôi hiểu. Anh có vài lời với họ. Vâng, thưa thì tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị có những cái ý kiến xây dựng đối với tôi. Cái vấn đề là như vậy này, tôi cắt nghĩa đi, cắt nghĩa lại rất nhiều lần. Nếu mà quý vị không có muốn nhận được email của người nào đó thì bấm vào spam mới delete. Còn nếu mà mình không biết cách đó đó thì hỏi những thân thuộc của mình, hoặc là hỏi thẳng cái cơ quan internet, tôi không có muốn nhận được cái email này mà tại sao mà nó cứ đến tôi hoài, thì họ sẽ cắt nghĩa cho quý vị nghe. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó, nếu mà email group á, quý vị nhận được một lúc á, cả hàng ngàn cái địa chỉ email trong vòng một tuần lễ đó, thì liên lạc thẳng với lại email group, bấm vào cái unsubscribe thì quý vị sẽ không bao giờ nhận được nữa. Còn riêng đối với cá nhân tôi á, không phải là riêng tôi chuyển email đi mà có vài người có passcode của tôi liên tục chuyển, mà những cái email mà chúng tôi chuyển đi là có hữu ích cho cộng đồng, chứ không bao giờ tôi chuyển những cái email mà có tính cách mà chửi bới hay là làm tổn thương những người khác, mà tôi luôn luôn sát cánh với lại cộng đồng mình. Thí dụ như là những cái người Mỹ gốc Việt ra tranh cử, hay là những hoa hậu, những cuộc thi hoa hậu, hay là anh em trong Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới. Thí dụ như là anh Chủ tịch Lý Hoàng Tùng, giáo sư Hà Huyền Thanh, đại võ sư Văn Bình, võ sư trưởng môn Huỳnh Đình Sơn, võ sư Tôn Thất Lăng, võ sư Nguyễn Công Chánh, võ sư Kiều Công Lang, võ sư Văn Công Định, hay là hoa hậu võ sư Dina Nguyễn, giám đốc Thủy cục Orange County, rồi võ sư Minh Tuấn, võ sư Nguyễn Quang Đạt. Họ có những cái tin tức gì về vấn đề mà tranh cử hay là về vấn đề cộng đồng, nhất là cô hoa hậu võ sư Dina Nguyễn, giám đốc Thủy cục Orange County, cũng là một hội viên trong Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới, luôn luôn là sát cánh với tôi mà ủng hộ tôi. Nhiều lần tôi có hỏi cô nghĩ thế nào về những cái hình ảnh trong website của tôi, thì cô ấy nói bảo con thấy là tất cả những chuyện chú làm là rất là positive, tức là rất là đẹp, chứ không có cái gì là negative hết. Thì tiện đây tôi cũng cảm ơn hoa hậu võ sư Dina Nguyễn, chúng tôi rất là khâm phục hoa hậu và là niềm hãnh diện của mọi người Việt Nam trên thế giới. Thì tôi luôn luôn cầu mong rằng trong những cái chức vụ tới cô tranh cử thì cô sẽ đắc cử. Vâng, thưa anh Doanh, khi anh đề cập đến vấn đề vừa rồi tại hoa hậu, có một điều chúng tôi thắc mắc. Anh là một người phải nói là có một cái cơ duyên được chụp với các hoa hậu nhiều nhất, nếu tôi không lầm. Tại vì khi nào có hậu là có anh Doanh. Nhưng mà anh có một cái gan hơn chúng tôi là gì? Khi anh chụp ảnh với hoa hậu, anh thò tay, anh ôm vai, anh ôm eo. Anh có biết cái đó là một cái mà phải nói chúng tôi, thứ nhất là không dám làm, cái thứ hai là chúng tôi ghen tức với anh không? Dạ, thưa vâng. Cái đó thì tôi cũng có nói, như ngay cả ông nghị sĩ Lu Coria cũng vậy nữa. Ông rất là thân thiện với người Việt Nam mình. Khi chụp hình thì ông cũng có quàng tay này kia qua. Cái kỳ đó là đại hội về neo đó. Thì có một cô rất là đẹp ở trong ban tổ chức. Cô đem cô ấy tới cô chụp hình. Thì tôi để cô ấy, tôi cố tình sắp xếp cho ông Lu Coria đứng kế cô ấy, rồi tôi đứng kế cái cô đó, ông Lu Coria thì đứng kế cô ấy, thì tôi đứng kế cái cô đó. Thì ông ấy rất là lịch sự, tôi nhớ ông ấy giúp đỡ cộng đồng mình rất nhiều. Ông ấy choàng cái tay qua tôi nữa, tức là ý ông muốn là hòa hợp với mọi người. Thì hôm nay nhân tiện đây thì tôi cũng trả lời chung với tất cả quý vị, tại vì quý vị nghĩ như là anh kỹ sư Bùi Dương Liêm nói rất là đúng, tôi công nhận. Thì cái đó là cái chuyện thân thiện, mình chụp hình thôi chứ cũng không phải là cái gì. Cho nên chúng tôi có làm một cái DVD Thế Giới Một Nhà, thì tôi có làm ra cái copy đây để kính biếu anh Bùi Dương Liêm. Thì trong đó có những cái YouTube Võ Lâm Một Nhà 1, Võ Lâm Một Nhà 2, Consolidate Aloha, vân vân và vân vân. Thì
Những cái đó đó là để chứng tỏ rằng chúng ta cùng nghĩa là một thế giới mà chúng ta hòa hợp với nhau. Cái đó là ước nguyện từ đáy lòng của tôi. Trong vấn đề thi Hoa hậu á, anh đến với những cái chương trình đó đó, cái này hỏi riêng anh nhé. Vâng, thưa vâng. Bà nhà có khi nào khó chịu về những cái mà của anh, tại vì chúng tôi nghe đó, và nếu mà chúng tôi không lầm đó, đôi khi các bà cũng vẻ hơi khó chịu về cái này của anh. Dạ thưa, thì tôi cũng có cắt nghĩa cho bà xã tôi nghe với lại mọi người. Nhiều khi người ta nói bà thấy chụp hình với hoa hậu hoài này hoài kia, tôi mép bà xã ấy, bà đây này, em coi này, cái này là thế giới một nhà, chúng ta là chung vui với nhau chứ không có một cái ý nào khác đó. Vâng, cái đó cũng là một cái điều đặc biệt của anh. Dạ, thưa vâng, cảm ơn anh. Tại thứ nhất là anh gan, cái thứ hai nữa là gì, anh đã có những cái cơ duyên được đến với những cái chương trình như vậy. Dạ, thưa vâng. Đó là phải nói là ngày hôm nay được anh trình bày đó. Vâng. Xin được là cảm ơn anh cũng như là chúc mừng anh. Dạ, dạ vâng, thưa cảm ơn anh kỹ sư Bùi Dương Liêm. Tôi cái đó là không phải là câu hỏi riêng của anh mà của rất nhiều người. Cũng như anh Hà Huyền Thanh, anh là chủ tịch ở trong Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới, hình như là về vấn đề mà ngoại giao hay là gì đó, tôi xin lỗi tôi quên. Anh có nói với tôi trong cái lần mà gặp với anh em trong võ sư trong Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới ở quán cà phê Mưa Rừng, thì ở đó là chúng tôi hay đến ở Orange County đó để ngồi nói chuyện với nhau. Anh bảo có hai chuyện mà tôi muốn nói về anh Nguyễn Kinh Doanh. Cái thứ nhất đó là anh ấy chụp hình với rất nhiều phụ nữ, thiếu nữ đẹp ở trên thế giới. Cái thứ hai anh bị chửi nhiều nhất. Thì tôi chưa có kịp trả lời, có một anh võ sư anh trả lời giùm tôi. Thì tôi xin nhắc lại cái lời của anh võ sư đó. Anh bảo cái thứ nhất đó là cái cơ duyên của anh, cũng như là kỹ sư Bùi Dương Liêm nói, là tôi được chụp hình với các hoa hậu. Mà tôi là một phóng viên tuần cảnh xa lộ nữa. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa thì người ta ghen tức, người ta chửi, cái đó là cái chuyện rất bình thường. Mới đầu thì tôi thấy cũng buồn cười, tại vì nhiều người viết những cái email rất là buồn cười đến tôi, nói này nói kia. Nhưng mà tất cả những email tôi gửi đi là BCC tới rất nhiều cơ quan, thì những cái người đó họ có họ thương tôi, họ thấy cái chuyện tôi đúng, mà cái chuyện họ cần bảo vệ tôi nữa, thì nếu mà nói như thế này thì họ cũng có nhiều cách đối đáp bằng nhiều phương tiện. Vâng, qua cái sinh hoạt mà nói về vấn đề website, vâng, rồi chúng ta vừa đề cập đến vấn đề phụ nữ Việt Nam, vâng, hoa hậu, vâng, trong đó nãy giờ anh có đề cập tới một vài lần về võ thuật, xin vâng, anh nói qua về lĩnh vực này. Vâng, thưa thì tôi ở trong Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới cũng nhiều năm rồi, thì mới đầu đó cái kỳ đó là Nam Phan đánh với Saad Awad, là cái trận đánh rất vẻ vang của Nam Phan, là một võ sĩ của mình. Thì anh Lý Hoàng Tùng, anh Hà Huyền Thanh, võ sư trưởng môn Bắc Phong từ Võ Hạnh có mời tôi tới, rồi nói mà muốn tôi làm ủy viên ngoại giao trong Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới, rồi luôn tiện đưa tôi cái poster. Thì cái kỳ đó tôi có tham dự cái trận đánh mà Nam Phan đánh với Saad Awad. Thì sau đó rồi tôi cũng có tham dự rất nhiều trận đánh nữa. Rồi tôi cũng có viết trên báo, rồi trên email cho mọi người về những cái trận đánh vẻ vang như vậy, rồi hình ảnh tôi chụp với Nam Phan. Rồi mới đây nhất thì tôi cũng có tham dự cái đám cưới của Nam Phan với một cô người Nhật, thì tôi cũng có chuyển cho mọi người liên tục những cái hình ảnh đó. Và tại vì tôi thấy những cái đó là cái niềm hãnh diện của mình, một người Việt Nam vẻ vang thành công về vấn đề mà võ thuật, cũng như những người trong ngành chính trị hay là tư pháp này kia cũng thành công, thì tôi cũng đưa ra, chứ tôi không có bao giờ cái là đưa ra những cái tin tức mà negative về cộng mà đồng. Riêng vấn đề võ thuật, có khi nào anh Nguyễn Kinh Doanh là một võ sư không? Thưa, cái đó cũng có nhiều người đặt câu hỏi với tôi, thì nhiều người gọi tôi là võ sư, tôi bảo tôi không phải là võ sư. Tôi cũng nói đầu đuôi như là tôi thưa anh Bùi Dương Liêm, tôi sở dĩ tôi ở trong Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới là anh em mời, mà mới đầu là với tư cách là ủy viên ngoại giao, thì họ biết là tôi giao thiệp rất là rộng với cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp, truyền thông, truyền tin, tất cả mọi thứ. Thì nghĩa là có cái tin tức gì đó là tôi chuyển ngay, chuyển tức thời. Thí dụ như là hôm nay tôi gặp hân hạnh được gặp kỹ sư đẹp trai Bùi Dương Liêm, thì cái hình ảnh của chúng mình với nhau ngày hôm nay đó,
tôi sẽ đưa đi khắp nơi trên thế giới cho tất cả những email mọi người trên thế giới biết. Vâng, thì tôi biết là anh nổi tiếng rồi, nhưng mà anh sẽ nổi tiếng thêm hơn nữa. Thưa anh Doanh, sự thực ra phải nói thế là đây, chúng tôi quan niệm năm nay là khoảng trên 24 năm, vâng. Đây là một công tác, vâng. Chúng tôi đóng góp với lại truyền thông của Việt Nam của tại Hoa Kỳ nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung á. Đây là một cái chương trình do tất cả các anh em chúng tôi hoàn toàn tự nguyện, bỏ tiền túi ra đóng góp, vâng. Và hoàn toàn chúng tôi đóng góp với tính cách về truyền thông, vâng. Đem lại truyền thông, vâng. Có tính cách đại chúng cho khắp những người Việt Nam trên toàn thế giới đó, vâng. Và đây cũng là một trong những cái thách đố của chúng tôi, xin cảm ơn anh, vâng. Và còn nổi tiếng thì chúng tôi không dám. Tại vì đó, nó, khi mà nói nổi tiếng thì nó sẽ có những cái mà nó đặt thành vấn đề, vâng. Đó, vâng. 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 Trong cái sinh hoạt mà gọi là hoạt động của anh gồm có bên võ thuật, ở bên văn hóa, vâng. Trong đó gồm có tất cả những cái sinh hoạt về chính trị nữa, dạ vâng. Khi anh đi sinh hoạt như vậy, tất cả những cái môi trường, tất cả những không gian, tất cả những cái địa điểm đến, có khi nào anh bị trở ngại gì không? Đối với báo chí, đối với truyền thông hay đối với tất cả cơ quan, anh được người ta mở cửa đón nhận hay là anh cảm thấy rằng có một vài cái điều anh phải cẩn thận không? Thưa, có một cái vấn đề này, cách đây mấy năm á, thì cái chuyện này cũng là cái chuyện lớn ở trong cộng đồng. Thì có cái cô tên là Michelle Phương Thảo, cô ở trong cái nhóm của ông giáo sư Quyên Di đấy. Thì hôm đó là một cái fashion show của Miss and Mrs. Asia USA, mà tôi quen biết với họ lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên mà cách đây 20 mấy năm họ thành lập, là cái anh Dino đó, anh là giám đốc. Rồi sau đó cái bà Virginia Viega đó, bà mua lại cái đó, hay là bà sang lại của anh kia. Thì gia đình của bà tôi quen biết rất thân, bà Luisa Bauza là mẹ của bà ấy. Rồi hai đứa con của bà ấy là Frank và Angela, thì tôi tiếp xúc rất là thân. Thì cái hôm đó thì cô Michelle Phương Thảo á, cô có đến, tôi có chụp hình với cái cô mà Phan Thị Mơ. Thì cô Phan Thị Mơ là một người rất đẹp ở Tiền Giang hay Hậu Giang, tôi xin lỗi tôi quên rồi. Qua đây thi thì nghe nói là cô Michelle Phương Thảo á, cô ấy bảo trợ cho qua. Thì đến lúc mà tôi có chụp một ít hình đó, thì cô Michelle Phương Thảo cô ấy sân sở đến tôi, cô đem cô nói bảo anh không biết gì về văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam, mấy tấm hình anh mới chụp với lại cô Phan Thị Mơ đó thì anh xóa đi. Tôi mới chỉ mặt tôi nói cô là cái thá gì, cô quan hệ như thế nào với cô Phan Thị Mơ. Thì cô nói bảo tôi là Michelle Phương Thảo, tôi là manager của Phan Thị Mơ. Đó, thì tôi cũng ngạc nhiên về vấn đề đó. Sau đó đó tôi có đưa cái vấn đề đó ra email, tôi bảo làm như vậy là láo lếu mắt dạy. Thì hồi đó đó anh chủ của phố Bonsai TV là anh Lân, Vũ Hoàng Lân, với lại anh Nguyễn Vũ đài truyền hình Mỹ, NBC với CBS, họ cũng nghe ngóng về vấn đề đó, họ muốn phỏng vấn tôi, nhưng mà tôi từ chối, tôi bảo không có phỏng vấn gì hết á. Những cái mà tôi nói trong email là tôi nói trước sau là như một, tôi không có thêm, không có bớt gì nữa, như là cái chuyện tôi vừa kể với anh đó. Thì có một số anh em quá bênh vực tôi, họ đem họ nói vào cô này, cô đem là những người cộng sản qua này kia rồi, nghĩa là ăn tiền này kia đó. Thì gồm có một số chính trị gia ở Orange County đó, thì về sau ai cũng biết những cái chuyện đó. Thì cái cô Michelle Phương Thảo cũng mới nhờ một luật sư, về sau tôi cũng biết cái luật sư rất rõ, tại vì anh em cơ quan điều tra cũng cho tôi biết cái ông là một luật sư về địa ốc, ông không có background mà không có cái vụ nào ông làm về vấn đề mà defamation hết á. Thì ông ấy viết thơ, ông ấy gửi cho mấy người ở trong chính quyền Việt Nam mình đó, tức là tôi không có nói tên, thí dụ như là hiện tại bây giờ có người thì là thị trưởng, có người là nghị viên này kia đó. Thì mấy người đó họ ra tranh cử, họ đâu có muốn rắc rối gì đâu, họ nói là không, tôi không có dính líu gì hết đó. Thì cố đem cái thơ đó, cố khoe lung tung xèng hết, cô em cô nói là ở đó thấy không, đụng đến cô là như vậy, nhưng mà thật sự là cái chuyện không mà phải như vậy. Mà trên thực tế khi mà anh chụp hình một số người đẹp thì đương nhiên dù muốn dù không sẽ có lúc người ta thích,
và người ta không thích. Vâng. Bây giờ trở lại một cái điểm nữa, anh có một cái điểm mà chúng tôi và một số người đã đọc qua những bài viết của anh về phân tích và nhận định về ngành nail. Vâng. Anh viết một số bài rất có giá trị. Dạ, dạ vâng. Thưa các bạn. Về kinh cái đó tại sao nó lại có sự kiện mà khi mà anh viết ra những bài phân tích và nhận định như vậy? Tại vì á, bà xã tôi làm nail, mà nghĩa là tôi ở trong văn phòng nó nghĩa là luôn luôn là tôi phải đối phó với những nhiều vấn đề. Thứ nhất là về ti thẩm mỹ, cái thứ hai là những khách hàng. À, cho nên tôi gom những cái đó lại, tôi viết thành một bài cô Tám kể chuyện nail, rồi về những cái vấn đề mà khó khăn trong ngành nail. Cái đó là vấn đề rất là nóng bỏng trong cộng đồng của mình, tại vì nhờ ngành nail mà nhiều người nghĩa là nuôi con thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ này kia. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa thì những cái chuyện đó tôi đối phó rất là thường. Có lần tôi đến Chicago đó, về vấn đề mà có một cô thợ ở trong tiệm đó cắt mà nói bà móng chân người ta, gót chân người ta chảy máu. Rồi chúng tôi đi Chicago hồi đó ở trên Just Matthew Show, thì họ trả cho chúng tôi hết tiền, từ tiền vé máy bay cho tới tiền ăn, tiền ở hotel này kia, rồi những cái vấn đề. Thì cái bài đó tôi viết đó, thưa kiện trong ngành nail này kia, hay là sự kiện trên truyền hình, tôi xin lỗi, cái đó thì có đăng ở Việt Báo Kinh Tế, là cái bài mới đây mà về cô Tám kể chuyện nail cũng có ở trong cái website của Báo Mai, rồi cũng có website của Báo CaliToday.com. Thì cái báo CaliToday.com thì tôi có nói chuyện với anh Nguyễn Xuân Nam là anh chủ đó. Thì cái đó là một trong những cái website mà có người xem nhiều nhất trong cộng đồng của mình. Vâng. Qua cái vấn đề mà chúng tôi vừa nói, bài phân tích và nhận định á, là anh Nguyễn Kinh Doanh đã có những cái nhận định mà viết lên chi tiết trong một lĩnh vực ngành móng tay, móng chân, móng ngành nail đó, phải nói là rất giá trị và rất nhiều cái chi tiết. Trong vấn đề sinh hoạt của email, trong vấn đề sinh hoạt hiện nay anh đang đóng góp đó, hôm nay trong phòng thu hình, dạ vâng, chúng ta may mắn có một số người đang theo dõi chương trình của chính anh Nguyễn Kinh Doanh nói đó. Vâng. Hôm nay chúng tôi phải nói là gặp được anh, được nhìn thấy anh qua hình ảnh, hôm nay được cái là chính thức cái là trực diện với anh đó. Anh khỏe mạnh, anh tướng tá, anh đẹp, tính ra anh còn đẹp trai hơn tôi, anh đẹp trai hơn tôi nữa. Dạ không, cái đó thì mình không có dám nói. Bây giờ tôi xin trả lời anh Bùi Dương Liêm về cái vấn đề như vậy. Tôi dự thi hoa hậu rất nhiều, nhưng mà anh thi hoa hậu. Tôi nói là tôi dự thi cái những cái cuộc thi hoa hậu đó. Thì tôi nhớ đi nhớ lại đó, lần nào cũng vậy, bà Virginia Villega mà cả ngay ông Dino hồi xưa cũng nói đó, cái vẻ đẹp đó là trong mắt của mỗi người thôi, mà thắng hay thua đó thì cái là cũng là một cái cơ hội để mình học hỏi đó. Cho nên tôi trả lời cái vấn đề anh là vấn đề đẹp hay không đẹp là vấn đề như vậy đó, mỗi người có một cái nhìn khác. Có người thì nói bảo anh đẹp trai như Clint Eastwood, còn có người nói là tôi thấp kém như vậy làm sao mà, tức là tôi nhỏ hơn anh làm sao mà tôi có cái tướng tá đẹp trai như Clint Eastwood hay là võ sư Cao Sơn, hay là có ở California có ông rất là đẹp trai, ông tên là David Huỳnh, mà khi nào cũng vậy, có những cái sinh hoạt cộng đồng là tham dự, ông rất là cao, đẹp trai mà cao như là kỹ sư Bùi Dương Liêm rồi đó. Cảm ơn. Kiến trúc sư, tôi xin lỗi. Cảm ơn anh Doanh. Xin anh cái đó là từ đáy lòng tôi chứ không phải là tôi nịnh bợ gì anh đâu. Và thưa anh Doanh, hôm nay có cái cơ duyên anh nói với tất cả những người gọi là anh gửi email, có thể là họ đang trên toàn thế giới đó, đang theo dõi chương trình Bùi Dương Liêm, rồi được có một cái hân hạnh được gọi là gặp anh Doanh và mời anh Doanh đến phòng mà thôi của chúng tôi đó. Anh có đôi lời với lại cái là tất cả là những người mà anh gửi email, vâng, xin mời anh. Vâng, thưa thì cũng cảm ơn tất cả quý vị thì có người khen, có người chê, khen thì nhiều, còn chê thì là quý vị không có muốn nhận email thì dễ dàng lắm, spam delete. Còn nếu mà group email mà quý vị nhận được nhiều quá đó thì mình bấm vào cái unsubscribe thì không có nhận được nữa. Dạ, vâng. Vâng, xin mời anh tiếp tục. Dạ, thưa vâng, thì cái đó là những cái lời mà từ đáy lòng tôi. Tôi xin được thưa với quý vị là như vậy, chứ cái chuyện cũng chẳng có lớn chuyện gì đâu. Cũng như là thí dụ tôi nhận được những cái thơ quảng cáo chẳng hạn vậy,
mình không thích mình vất vào trong sọt rác. Còn nếu mà mình thích, mình muốn mua những cái sale này kia, giá rẻ này kia, thì nghĩa là mình đem mình giữ lại. Cái đó là rất là giản tiện. Cũng như là email, tôi nhận được đủ thứ email hết đó. Tôi không có bao giờ than phiền đến ai về vấn đề hết đó hết đó. Là còn vấn đề chốt. Vâng. Xin thưa anh Nguyễn Kinh Doanh, khi anh thực hiện cái chương trình anh vừa nói, chắc chắn có sự tốn kém cái ngân khoản. Vâng. Thì cái chuyện của tôi thì cái chuyện là hy sinh của anh em thôi, thì tôi cũng không có muốn nói đến cái chuyện phí tổn này kia, nhưng cái sự lợi đem lại thì rất nhiều. Bây giờ mình nó không có nói chuyện phí tổn mà nói sự đem lại. Tôi thêm được những khách hàng, rồi những người mà tôi hân hạnh được biết như ngày hôm nay, kỹ sư Bùi Dương Liêm mời tôi đến đây, thì cái đó là cái tiền bạc là tôi thu nhận được đó. À, vâng. Tức là cái những cái đó là mình cho gia đình mình, cho con cháu mình, cái chuyện mình làm vẻ vang cho mọi người. Vâng. Thưa quý vị, là một trong những người đã sử dụng cái điện toán và điện thư này, đã gửi đi qua những cái chi tiết thông tin, tin tức về trên mọi lĩnh vực, có thể chúng ta thích, có thể chúng ta không thích. Dạ, vâng. Một lần nữa, hôm nay trong cơ duyên, chúng tôi ở mãi miền Đông. Vâng. Được gặp anh ở từ Viễn Tây mà qua tới thủ đô Hoa Kỳ, được gặp anh để nói lên một người rất là đặc biệt trong lĩnh vực điện toán, Nguyễn Kinh Doanh. Một lần nữa, chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin được cảm ơn anh Doanh. Dạ, thưa vâng. Tôi muốn nói thêm một lời nữa, cũng nhờ giáo sư Thế Linh ở đây, cũng cơ duyên là giáo sư Thế Linh, nghĩa là chỉ đường cho tôi đến đây đó. Thì đến đây thì tôi cũng không có rành, mà sử dụng cái GPS thì tôi cũng không có rành nữa. Cho nên nhờ anh Thế Linh hôm nay là cũng đưa chúng tôi tới cái nơi mà waterfall này kia, rồi đưa đến đài truyền hình, cũng nhờ anh mà chúng tôi đến đúng giờ, chứ chúng tôi cũng căn giờ trước, nhưng mà cũng sợ đường kẹt này kia. Mà ở đây đường một chiều mà đi đó, mà quay trở lại cũng khó lắm, tại vì có khi mười mấy mai mới có cái khúc quanh trở lại, cho nên nếu mà lạc đường thì nhiều khi là đi rất là xa. Vâng, một lần nữa truyền hình Việt Nam Cộng hòa Tỉnh Đốn xin cảm ơn anh Nguyễn Kinh Doanh. Vâng. Và kính chúc anh trở lại California thượng lộ bình an. Vâng, thưa cảm ơn kiến trúc sư Bùi Dương Liêm, mình bắt tay nhau một cái. Tôi cũng cảm ơn anh, tại vì cũng nhân cái cơ hội này tôi có thể cắt nghĩa cho bà xã tôi với mọi người, các cô hoa hậu này kia, hay là cô Đina Nguyễn hiểu thêm về tôi. Vâng. Và có biết rồi nhưng mà biết thêm nữa, cảm ơn. Vâng. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Come on.